trên môi em, cho lòng anh luôn khát khao với một ngày mai mình cùng chung bước đi đến nơi thiên đường. Ở nơi đó có đôi mình thôi, và ở nơi đó chỉ có tình yêu đôi ta. Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Một sự kiện hy hữu đã xảy ra trên chuyến xe Hồng, đó chính là một người mà xin vé nhưng không tỏ tình với ai và được ra về cùng với một cựu thành viên. Đó chính là hiện tượng đã xảy ra với giữa Tễu và Cả Na. Và Cả Na. Thật tuyệt vời. Họ đã rất hạnh phúc tay trong tay và tất cả mọi người đã cảm thấy hạnh phúc cùng với họ. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Và vẫn là những người đã trở nên vô cùng quen thuộc với chương trình. Không còn chần chừ gì nữa, chúng ta lại tiếp tục hành trình. Và bây giờ, nào, xin mời. Tễu và Cả Na đã rời hành trình. Cả ba chàng trai Gấu Cười, Chuột Lắc và Đăm Ri, mỗi người một cách, vẫn đang trên đường đua khốc liệt đến trái tim Su Su. Liệu chàng trai vừa mới lên có đánh thức được trái tim của cô em út sâu riêng? Những giọt nước mắt đã rơi cho một cái kết đẹp. Sự chân thành của chú Tễu đã làm tan chảy trái tim tưởng như băng giá của Cả Na. Nhưng một cô gái vẫn mang một nỗi buồn tưởng chừng như không bao giờ dứt. Sáng hôm sau, Gấu Cười an ủi một bài hát đầy ngẫu hứng. Khi em thay chụp chụp buồn, không sao đâu, quý vị gào cười ở đây. Cả Na với chú Tễu về, hai người đi đám cười rất vui. Vậy chúng ta sẽ đi nắm cười và xem chú Tễu về Cả Na. Nhưng có lẽ cũng không làm cho tâm trạng của sầu riêng vui hơn. Chỉ đến khi gặp Đăm Ri, dường như cô nàng mới có dịp chút bầu tâm sự. Sáng hôm nay tôi thấy không có chuyện gì cảm giác. Nó... trong giao chiều nay. Nó cảm giác khó chịu lắm mà. Nó sao? Anh thấy chị Na được không? Không. Trên hành trình này không ai thay thế chị Na đâu. Xe Hồng rời Yên Châu tiếp tục đưa các bạn vượt qua hơn 300 km để đến với huyện Mù Cang Chải, vượt qua những cung đường đầy mê hoặc và cả những đoạn đường đang xây dựng. Và có lẽ một ngày không xa, mọi người sẽ dễ dàng đến với nơi ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Trong lúc nghỉ ăn trưa, các thành viên bất ngờ vì không thấy Bin. Nó buồn với lúc ăn cơm nó không ăn. Không phải, rồi nó gửi cho em này, cho em đọc. Em à, cảm giác cô đơn thật là tẻ nhạt. Cả ngày nay anh không có một phút để quan tâm em như mọi ngày, vì bên em đã có sự quan tâm chân thành của Đăm Ri. Anh là người đến trước, nhưng tới giờ, tới giây phút này, dường như anh bị đẩy ra ngoài và xem như là người đứng sau. Anh đã biết đau, biết khóc và biết ghen rồi. Và thế là... anh Bin! Đăm Ri, hồi nãy em thấy anh Bin đi qua hướng bên này. Chết rồi. Đồ ăn xong hết rồi, ăn cơm cho mọi người đi. Giờ đi làm vô. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Có gì đâu, chẳng có gì hết, muốn buồn mình thôi. Cố gắng mình tập thể này mình... ở đây mọi người có sự. Đây không có tập thể, không có cá nhân, đây là chuyện riêng của em. Em không muốn ai xen vào hết. Thì nếu vậy em cứ chia sẻ với mọi người để mọi người có thể giúp đỡ em. Không chia sẻ được. Ăn cái vô trước đi. Còn đây là tâm trạng của anh chàng. Bởi vì ngày hôm qua đến hôm nay, em cảm nhận như là mình là người bị ra rìa vậy đó. Không được quan tâm tới sầu riêng. Lên xe thì em ngồi gần sầu riêng định nói chuyện, thì mà sầu riêng lại bỏ xuống ngồi dưới Đăm Ri. Thì em cảm giác như là em là người cái bằng nữ rất là ghét. Cho nên em không có thể nào hợp được, cho nên em mới ra ngồi đây. Hành động của Bin đã tạo ra những điểm trừ hôm đó. Vì sao Bin người đó, anh nghĩ là Bin đang muốn em ra ngoài
kiếm binh, giống như là tỏ ra mình đang cần sự thương hại, đang cần một người đó đi hỏi han mình. Khó nghĩ quá. Khó nghĩ gì nữa. Không phải là ghét bỏ binh, nhưng mà nên để cho binh tự thử thách bản lĩnh của mình thì tốt hơn. Tại vì người đông, người ít ra cũng phải mấy che chở thì quá lớn, nhưng mà đại khái là cũng có một cái gì đó để người ta có thể dựa vào, hoặc là người ta tin tưởng mình. Hôm đó trong nhật ký của mình, Sâu Riêng thẳng thắn nhận xét: 27 tuổi mà hành động, tính cách sao mà nông nổi quá, làm mình mất đi cảm giác an toàn về anh. Chính thức không để ý đến anh chàng này nữa. Xin lỗi đã làm anh buồn, Mr. Bean ạ. Xe Hồng về đến Mù Cang Chải cũng vào lúc chiều muộn. Nhưng có một anh chàng vẫn miệt mài hành động. Chọn một địa điểm gần ngay chỗ nghỉ khách sạn, Bean hẹn gặp một người. Nói chung anh cũng xin lỗi về cái chuyện Trương có thể có thái độ không như con nít quá. Anh cũng xin lỗi. Nói những ngày qua là anh thật sự là không có thời gian để quan tâm em. Vì thật sự là bên em thì có lúc đó đem đi đó quan tâm rất là nhiều rồi. Cho nên không có thể cơ hội để xen vô, bởi vì anh không muốn mình bị quê. Thì anh đã kiên nhẫn làm cái này. Những dòng cuối trong nhật ký của Sầu Riêng vẫn viết về Mr. Bean, nhưng với một suy nghĩ rất khác. Tình cảm của mình có đang bị lý trí đánh lừa không? Có phải có quá nhiều đắn đo làm em lầm tưởng? Không hiểu được cảm giác của Bean thế nào nếu anh chàng đọc được những dòng này. Trái tim dưới nước đẹp và lãng mạn lắm. Nhưng không hiểu sao, tim vẫn đập bình thường, tay không run, miệng không lắp bắp. Mr. Bean đến xin lỗi Sầu Riêng. Sầu Riêng. Cái chính là bị mất điểm rồi. Nhưng mà cũng bị mất điểm. Xin lỗi thì cũng có thể cứu vãn được phần nào nè. Phải nói là Bean đã rất biết cách áp dụng cách của Sầu Riêng. Vô bỏ tình đi nè, chứ Bean đâu có biết đâu. Thì rất biết cách mà. Hai người họ giống nhau quá. Không, nhưng mà em nghĩ là cặp này đến với nhau khó bền lâu lắm. Tại vì thường thì người ta phải luôn luôn có một cái sự cân bằng, giống nhau thì tốt. Nhưng mà giống nhau về cái chí hướng, về cái suy nghĩ, về con đường đi thì tốt hơn là giống nhau về cái tính cách. Như thế này thì chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai có thể đưa ra một lời khuyên nào tốt hơn, không ai sáng suốt được hơn ai thì... Và đây cũng là một cái, có thể là một cái tấm gương để cho các bạn nam xem và đừng có làm theo như vậy. Thí dụ như là đang rất là bức xúc nhưng mà cũng phải nghĩ tới tính tập thể nhiều hơn. Bạn ấy, thực ra nếu muốn bỏ đi và suy nghĩ về việc là mình bị ra rìa hay không ấy, thì ăn uống xong xuôi đâu đấy, rửa bát thanh toán đâu đấy đi, bỏ ra đâu thì bỏ. Việc gì phải bỏ đúng lúc ăn. Thế này mà trong tập thể gặp tôi mà tôi lại nhóm trưởng thì tôi đừng bạn nào đi tìm cả. Lớn rồi, ngoài 20 tuổi rồi, tự lo cho mình được rồi. Không ăn thì đói. Thế thôi. Thôi căng thẳng quá. Không, nhưng mà nó phải thế nào thì tên... Dẫn đến chuyện bỏ đi, thôi, thôi. Thôi, đấy thế chứ, có phụ nữ vào khác ngay. Nó phải có sự, phải cân bằng, phải có một người đó, thương, thấy không, một người nhu đấy. Có phụ nữ cái mọi thứ nó trở thành mềm mại ngay. Hôm nay các thành viên có một buổi dạo quanh cánh đồng ở Mù Cang Chải. Cũng thật tình cờ khi gặp người dân đang thu hoạch những thửa ruộng cuối cùng. Thế là họ cũng tranh thủ cắt lúa. Cô có gia cắt lúa cho con một cái đi cô. Dạ cái đó, cái có cái nào nữa không? Cái này nè, còn cái nào không? Cho con hai cái, ba cái gì đó. Cắt phụ cho. Dường như đã được trải nghiệm từ lúc ở Lũng Vân, nên việc cắt lúa không quá khó khăn với anh chàng này. Em su su. Cho em. Em su su. Em đẹp lắm. Hon Andy. Có vẻ như gấu cười đang mơ. Một giấc mơ giữa ban ngày, trong khi các chàng trai khác đang bận tìm địa điểm để hẹn hò. Em lên đây được không? Được không? Chuyên gia. Nhưng hình như tất cả đều không qua tầm mắt của gấu cười. Cũng nên có quan tâm đến em vậy đó. Anh thấy thích em. Nhưng mà anh thấy bây giờ thấy có vẻ su su, bây giờ xa lạ với anh quá. Ha. Ghen. Su
Susu đi gặp nhiều nhiều chàng trai, có nhiều nhiều chàng trai ở đây, không tốt mà. Cậu cười kết chúc lạc. Thì cũng như bữa anh nói thì giống như anh muốn tìm hiểu từ từ, anh cũng không vội hết. Còn em sao? Nhìn chung em cũng xác định là cái hành trình này em sẽ đi lâu dài. Chưa xác định là em sẽ về trong thời gian tới. Susu không thích gạo chúc lạc, thích gạo cười. Gặt lúa. Nói về chúc lạc thế nào? Sao? Thế nào? 1, 2 Sao? Thế nào? Bình thường. Bình thường. Không có gì. Okay. Anh muốn nói gì với em? Không. Không. Không muốn nói gì. Không. Sư ơi. Ôi, mệt quá. Sư ơi. Cả em biết à. Mẹ ơi. Chào em. Lên lên được. Anh đã nói gì với chủ nhà? Đã nói là có một cô gái về ăn muốn đám cưới vui, nhưng mà em chưa đồng ý. Nhưng mà nếu anh có thể đám khai mía, có lẽ em sẽ đồng ý. Em ngọt hơn cây mía này. Anh biết rồi. Có vẻ như câu chuyện của chuột lắc vừa mới lắng xuống không bao lâu thì anh chàng gấu lại chứng kiến một đối thủ khác. Chú ơi, Sâu. Chú ơi, đi vòng đây nè. Đi gặp anh Lâm Ly. Gặp Lâm Ly. Trời ơi. Chừng như bao cảm xúc dồn nén của anh chàng hôm nay được dịp tuôn trào. Từ cái bữa bức thư tới bây giờ anh đối xử với em gần như là 90% là người anh. 100% thì không đúng, nhưng mà 90% anh đang hướng tới điều đó, và thực sự tình cảm anh vẫn còn. Thằng Thái ghen không? Hả? Ghen? Không. Anh giống em. Anh giống em. Thoải mái. Đúng rồi, thoải mái. Anh cũng muốn Susu vui thôi. Hiểu không? Ừ. Còn anh muốn hai đứa bay buồn, hiểu không? Ừ. Có thể là Susu không có trái tim. Có đá thôi. Susu đi gặp mọi người. Không có yêu, không tìm người yêu. Susu đi chơi thôi. Để muốn làm mọi người ghen. Nó cũng hay mà. Chị cũng cũng hay. Em thích hình dung. Thì sao? Tốt mà. Cái hành trình này thích ai cũng tốt mà. Thì chẳng phải anh vui tính anh thiệt lòng đó. Phải cho giả dối hết. Không. Nhưng mà em còn phải xác định lại cái tình cảm của em bây giờ nó như thế nào. Nó ra sao. Nó được bao nhiêu. Và nó có đủ để em làm cái gì đấy hay không. Và có lẽ
người chứng kiến tất cả các cảnh đó. Có thể do không chịu đựng được, gấu cười đã đưa ra một quyết định quan trọng. Anh chàng bí mật tìm đến người tài xế xe hồng. Gì đó em? Chào gấu cười. Sao? Chào em. Không? Em đến đây để hỏi. Hỏi anh cho một vé của tình yêu. À, xin anh vé tỏ tình rồi hành trình. Đúng rồi, một vé. Một vé. Em tỏ tình với ai? Em muốn có tình cảm với ai mà anh xin? Em muốn đi về với ai? Với Susu. Susu có bài trắng trai. Mẹ thích Susu nhưng mà gấu là tốt nhất. Về nếu Susu thông minh, Susu sẽ đi về với gấu cười. Oh, ok. Đó, anh sẽ đưa vé cho em. Đợi chút xíu anh sẽ lấy vé đi cho em. Đây. Trời ơi. Cái này là dành cho hai người. Cái vé này dành cho hai người. Vé rồi anh trên đang cho hai người. Hiểu không? Rồi em có thể cất cái vé của mình và phải tạo ngàn nghìn Susu nha. Susu. Bí mật. Ba em nhé. Đừng nói với mọi người. Biết rồi, anh biết. Ok. Bí mật. Cảnh về chiều vẫn yên bình. Susu vẫn không hề hay biết. Làm bạn với lời ca tiếng đàn, gấu cười kiên nhẫn đợi chờ. Cuối cùng, cô gái trong mơ của anh chàng cũng xuất hiện. Xin chào em ơi. Khỏe không? Khỏe. Bị chảy máu tay. Em đi với Trúc Lạc, em đi với Damri, em đi với Mr. Bean. Gấu cười là cuối cùng, phải không? Bởi vì là tốt nhất, phải không? Phải. Anh muốn nói là khi gấu cười xem em gặp với Damri và Trúc Lạc, gấu cười không thích. Gấu cười thái rất ghen. Gấu xem em nhưng mà em không cưới nhiều. Bởi vì gấu cười nghĩ là em cưới nhiều hơn với gấu cười. Đúng rồi. Phải không? Bởi vì điều đó gấu cười tên là gấu cười, không gấu buồn, gấu cười. Đúng rồi, như thế. Đúng rồi. Gấu có một bài hát tên là Không Có Cầm. Không có cơm. Nụ cười của em đẹp hơn hoàng hôn. Về mắt của em không đẹp. Đẹp. Vì quá đẹp. Không có em giống nhiều anh chưa. Không có cầm. Không có cầm. Không có cầm. Thì ăn gì? Ăn bánh mì không ngon. Anh yêu em Susu. Thì ăn cầm. Ăn cơm thôi. Em nấu cơm. Anh sẽ ăn mỗi ngày. Xong rồi. Đây cho anh.
về à? Đi ăn cơm thôi. Một bài hát chân tình, chiếc vé tỏ tình đã trao và cả những giọt nước mắt đã rơi. Và không ai có thể biết trước được kết quả của cuộc tỏ tình vào ngày mai. Lan Trinh thấy thế nào? Em thấy Su là đang rất là bất ngờ, quả thật cô ấy đang vô cùng bất ngờ, và đang rất là lưỡng lự giữa... Bạn ấy dùng lý trí nhiều quá, bạn ấy vẫn chưa dám tự thú nhận rằng tình cảm của mình với Gấu Cười là thật. Bạn ấy cứ phân vân ở cái đấy, rồi với anh Damri anh ấy cũng tốt, tại sao mình không mở lòng ra với không, anh ấy? Không phải là với Damri, không hề có một chút gì với Damri hết. Cái sự mà cái lý trí của bạn ấy quá nhiều khiến cho bạn ấy kìm hãm chính cái cảm xúc của bạn ấy lại và làm cho bạn lo lắng. Đấy, thực đấy, sự nếu hai người này đến với nhau thì cũng khó mà hòa hợp được. Trời ơi, ít ra thì nó đẹp, ít ra thì nó khiến cho cuộc đời này nó đẹp hơn. Sao em lo thế nhở? Cuộc đời này em muốn một quá trình tốt đẹp thì em phải có từng phần tốt đẹp. Em lo có lý do. Em lúc nào cũng thấy là khi mà yêu, người ta luôn luôn vội vàng để nhảy vào tình yêu và bỏ qua những cái mà họ gọi là vướng mắc, để rồi sau này những cái vướng mắc nó càng ngày càng nở mự ra, và cuối cùng ai đau? Cái bản thân cái người vội vàng đau thôi, và khi rứt ra rất đau. Nhưng khi hỏi, nếu hỏi người ta rằng là bây giờ quay ngược trở lại thời gian, bạn có rút chân ra khỏi không, thì tôi tin rằng là phần lớn người ta sẽ bảo không. Cái này là bản thân em đã từng trải qua. Chị thấy Tẻo với Cana không? Mất rồi nhưng mà họ vẫn tìm ra được nhau, bởi vì họ tình yêu thật sự. Thì những cái mà em đang nhìn thấy ở đây nè, ngày hôm nay nè, Gấu Cười nè, rất là vô tâm thờ ơ khi mà bạn mình đang làm việc, lúc nào cũng ca hát lãng mạn, nhưng mà cái những cái lời đó có thể lúc đầu có là vị gia vị rất là thơm ngon, rất là ngọt, nhưng mà về sau nó sẽ trở nên nhàn nhạt đi. Bạn ấy ngậm cả một bó lúa vào trong miệng vẫn cứ bảo là không. Thì đấy là cảm xúc của bạn, rất là nhất thời, rất là bộc trực. Về với nhau là bình thường và chia tay nhau cũng là bình thường. Theo Lan Phương nhá, tình cảm mà Su thích Gấu Cười có chân thành không? Chân thành, nó rất thật. Tôi hỏi Lan Trinh là tình cảm của Gấu Cười dành cho Su có chân thành không? Dạ có. Rồi, không có lý do gì. Không có lý do gì. Thế thôi, sao mình phải băn khoăn gì nữa? Chỉ đến sáng ngày mai thôi, Gấu Cười sẽ biết được tình yêu của mình có đủ lớn để đưa Su về hay không. Và ngày mai Su không còn quyết định bởi tình cảm hay lý trí nữa, mà chỉ là quyết định tình yêu của hai người dựa vào cái cổ. Cái cổ gật, chỉ có gật hay là lắc mà thôi. Về ăn cơm thôi. Đúng không? Vâng. Thưa quý vị, hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ có câu trả lời. Đó là về ăn cơm cùng nhau. Và một tuần sẽ lại trôi qua trong chờ đợi. Chúng ta hãy bình tĩnh chờ đợi để đến với tuần tiếp theo cùng với hành trình kết nối những trái tim. Xin chào. Vừa lên hành trình nhưng Bin đã gặp tiếng sét. Anh chàng đang hướng về sầu riêng. Trong cuộc đua chinh phục trái tim Su, Gấu Cười đã xin vé tỏ tình. Liệu Su có thực sự rung động? Kết quả như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo. Mời các bạn đón xem.